chọn cái căn sân vườn ở đây á, cái thiết kế ban đầu mình chọn á, cái tinh thần chính nó vẫn tinh thần boho. Vì sao là boho? Vì mình mê những cái họa tiết của boho, những cái sắc màu pha với lại những cái chất liệu là tự nhiên. Tại vì mình nghĩ cái không gian sống của mình phải là cái không gian mà nó phải hài hòa với những cái chất liệu tự nhiên nhiều nhất. Thì cái chính của mình á, vẫn là mây nè, rồi chất liệu gỗ, mình mix với lại cây xanh rất là nhiều. Vì mình mê cây đến độ mà góc nào trong nhà mình cũng có cây hết. Rất là ưng Akari ở chỗ là vì cái mảng xanh của Akari rất là chăm chút, rất là chỉnh chu. Từng góc, từng cái khoảnh sân á, đều có những cái dáng cây rất là xinh. Cho nên thật sự là mình đánh giá cao, rất có cảm tình với Akari. Thức dậy buổi sáng, cái cảm giác mà nhìn cây, nhìn cái màu xanh đó, nó cực kỳ dễ chịu. Và nó là một cái liệu pháp tự nhiên mà không phải ai cũng có được cái luxury này để hưởng thụ nó. Trong nhà mình nó vẫn có tinh thần Nhật trong đó. Tại vì người Nhật đặc biệt họ rất là ngăn nắp. Một cái nữa là cái tối giản trong cái không gian sống. Tại vì nhà của mình thì chủ yếu đồ decor. Còn nếu như mà đồ để đồ đạc tủ này nọ nó rất là ít, mình hạn chế rất là nhiều. Tại vì mình càng nhiều tủ thì mình càng cái xu hướng mình chứa đồ. Đó lý do tại sao mà nó cũng có một tinh thần Nhật trong nó. Cho nên thực ra cái Akari nó khá là rất là hợp với mình. Tại vì Akari cái chủ đầu tư cũng là Nhật Bản. Cho nên là nó cũng là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn chính xác, luật hấp dẫn. Cái thói quen của mình á là mình thích mọi thứ nó chỉnh chu ngăn nắp. Bởi vì không gian là để mình sống chứ không phải là không gian để mình chứa đồ. Cho nên về nhà cái thói quen của mình là ví dụ như mình bày đồ ra thì mình sẽ dọn ngay chứ mình không có để. Cho nên là lúc nào mọi thứ nó cũng cần ngăn nắp và mình cảm thấy rất là dễ chịu khi nhìn mọi thứ nó có cái ngăn nắp của nó. Không nhất thiết là mình phải đi tìm kiếm những cái gì nó quá xa xỉ mà chỉ đơn thuần là mình thay đổi cái không gian sống của mình. Ở đó mình thấy mình khác, mình tươi mới hơn. Thực ra cái đó là cách để mình làm mới bản thân mình á. Và cái cảm xúc của mình là cái quan trọng. Thực sự là đi đâu mình chỉ thích về nhà thôi. Mình không có thích như lúc mà trẻ là thích đi ra ngoài, thích tìm không gian bên ngoài. Tại vì ở nhà cái không gian nó rất là đủ đầy cho mình. Thời gian nhiều nhất á, là thời gian dành để đọc sách và chăm cây. Đó là cái niềm vui và hầu như mỗi ngày mình làm việc đó mỗi ngày. Buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là bay ra ngoài sân. Xong đó là quay lại là yoga với thiền, đọc sách một chút. Xong là ăn sáng, uống một ly trà, matcha trà, xong đi làm. Tại vì quan niệm sống của mình á, mỗi một ngày mình phải có sự tận hưởng ở trong đó. Tại vì đời sống của mình nó đã quá nhiều thứ nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi. Cho nên là tại sao mỗi một ngày, một giây, một phút của mình không tận hưởng nó mà mình phải đợi tới cuối tuần mới tận hưởng, hay là mình đợi khi mình 40, 50 mình mới tận hưởng. Cho nên là cái không gian sống của mình từ lúc còn trẻ thì mình sống cùng với gia đình, đến khi mình có cơ hội để mà có một căn nhà riêng cho mình thì mình tâm niệm một điều rằng cái không gian đó lúc nào mình đi đâu mình cũng muốn trở về cái không gian đó để cho mình chill hết.